Mến chào quý cô bác và các anh chị đang xem trên kênh Đồng Hải Kết Nối. Buổi chiều nay nữa thì Đồng Hải sẽ làm nốt hoàn thiện trong cái nhà và muôn người ngoài hành tinh này. Buổi sáng nay thì mình đã làm xong được cái ngôi nhà rồi, còn phía trong nhà này còn một số cái giáp linh tinh nữa thì chắc phải để cho mẹ con bà đi chặt thêm vài cây nữa thôi. Mình cũng không có thời gian nữa, với cả mưa gió như này thì không lên rừng được. Chiều nay thì mình sẽ tiếp tục làm nốt cái bếp này cho nó xong. Đấy, rồi xong thì mình đã bảo bà ấy đào cho hai cái lỗ rồi. Bây giờ mình sẽ đi chặt cây để chôn cột. Cây thì có sẵn những cái cột cũ đây rồi.
Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, chết cả đây, chết cả đây. Hãy
Bây giờ bảo này, dọn này vứt ra ngoài. Này, cuốc đất nó đổ vào đây cho nó cao lên để đun cho nó phải bị mưa, nó phải ướt vào, hiểu không? Nước nó không chảy vào. Đổ đất cao bằng này nhá. Thế này, đổ đất cao lên tầm này này. Cao lên. Cuốc đây bảo
vào trong này, cao lên bằng này để nước nó không chảy vào, nấu cơm nó mới không bị ẩm, hiểu không? Lắp vào đến đây nữa, đất ra ngoài này để đun nấu ấy, hiểu không? À mưa đã, nước làm nó cái thang nữa cơ. Từ đây đạp rãnh này thì nước nó chảy ra ngoài, tuốt hẳn lên trên kia. Sao nó cao lên này nè, hiểu không? Đấy, nó cao này này nhá. Đấy. Đất hết này thì nó cao thế thì nó dễ. Đây mọi người ạ, vừa xong thì mình cũng tận dụng cái danh cũ này, mình làm cho nhà cái bếp ở đây. Mình đang bảo họ tí nữa họ cố đất cho họ được san và cho nên cao cái nền đây này. Đấy, nó cao nền lên thì ra đun nó mới không bị nó ẩm ướt. Chứ bây giờ cứ đặt bất kỳ chỗ nào ngoài trời kia kìa, thế là mưa xuống là ẩm không đun được. Mà nước đây nó chảy ẩm ẩm vào đây này. Đấy thì lúc mình phải bảo, hình này, ra bảo. Đến lúc nhờ người nhá, nhờ mấy người lớn ấy khỏe nhá, biết không, khênh cái cây gỗ kia, nhờ hai ba người khênh cây gỗ kia, nó đặt ra đằng sau này, đặt chắn lên đây, cây gỗ to kìa, chắn lên đây, bắt đầu lấy đất cào vào để cho nó khỏi nước, nó khỏi chảy vào trong gầm này, hiểu không? Để nó chảy ra ngoài, nhớ nhá, phải nhờ mấy người khỏe nhá. Nhờ độ 2-3 người khỏe họ khênh lên cây kia lên cho nhá. Khênh đặt lên kia, đặt ngang lên trên kia kìa, biết chưa? Đấy, để ngang chỗ đằng sau nhá, không được cào đất vào để cho nó khỏi nước tràn vào đây, hiểu không? Còn chỗ này này, đây thì đào đất đây, đào nhiều vào, đào để cho nước nó chảy ra ngoài này, không lấp hết vào đây, lấp đây nó cao lên thì đun nấu nó mới không bị ẩm, biết không? Đấy nhá. Tí nữa ta làm nó cho cái thang nữa là xong, làm cái thang lên nữa là xong nhá. Thôi, bây giờ thì cũng tương đối mệt rồi, mình nghỉ ngơi lúc nữa rồi mình làm nó cái thang nữa. Các bạn ạ, thế là mình cũng đã hoàn thành được cái nhà cho bà người ngoài hành tinh, bà Buôn này.
Thế bây giờ thì mình cũng chỉ biết làm cho nó chắc chắn vào này thôi, chứ cũng không làm được đẹp hơn cái gì nữa đâu. Bởi vì có một mình thôi, một mẹ con bà thì đều không biết việc gì cả, nên mình sẽ cố gắng làm sao cho nó thật tốt nhất. Mình đóng rất là chắc chắn ra đây, mình mua tôn để bó chung quanh để cho nó kín, chứ ở đây không thể đi lấy cây được. Cây này thì nhà bà đi không lấy nổi. Đấy, còn cái view triệu đô của bà thì hôm nay đã dỡ bỏ hết rồi. Mình tận dụng lấy cái chanh ở đây để mình làm lên cái bếp này. Đấy, cái bếp này làm đơn giản này thôi. Bây giờ mình hướng dẫn cho bà ấy là phải đổ đất đây. Nhớ nhá, này, thì nó cuốc đất ở đây nhá. Cuốc đất ở ngoài này. Cuốc vào nhiều vào, lấp vào trong này nhá. Lấp cho nó cao lên. Nó cao lên thì nước nó không chảy vào được, thì nó không bị ẩm đun. Củi thì cho trong gầm này, củi kia thì cho trong gầm. Cái củi kia linh tinh cây que là cho vào trong gầm này, cho nó khỏi mục, nó khỏi ướt, đun cho cháy. Không lúc nhờ người là khênh cây gỗ kia lên, khênh cây gỗ to kia, khênh đằng sau kia nhá. Nhờ người nhá, khênh lên xong bắt đầu để xong chắn, lấy cào đất vào, chắn để cho nước nó khỏi chảy vào trong này, nó khỏi ướt trong gầm này nhá. Nhớ chưa? Thôi bây giờ là tôi xong rồi, làm việc xong cho giúp cho nhà mình như thế là cũng coi như là đã hoàn thành rồi. Thì cái bàn giao nhà nhá. Thì cái nhà này thì mình đi xin mọi người người ta giúp đỡ cho thêm cái ấy vào, thì có biết cảm ơn họ không? Thì cảm ơn là thôi. Thì Đồng Hải thì nói thật sự này này, bà cũng không nói được cái tiếng phổ thông mà có nói cũng không thành lời được. Thì Đồng Hải thay mặt của mấy mẹ con của bà Huân coi như chân thành cảm ơn tới tất cả các mạnh thường quân đã luôn ủng hộ, coi như là giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn thông qua kênh của Đồng Hải. Thì Đồng Hải chỉ biết dùng sức mình này, rồi dùng bỏ cái mọi rất nhiều cái công sức của mình ra để giúp đỡ cho đồng bào, người ta đỡ khổ được chút nào thì mình cảm thấy vui thế thôi. Bây giờ thì công việc làm cho nhà bà cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ Đồng Hải sẽ nghỉ về một thời gian đã, rồi Đồng Hải lại tiếp tục vào làm công việc thiện nguyện giúp cho còn một số hoàn cảnh đây rất là khó khăn nữa cơ. Nhưng mà bây giờ thì Đồng Hải còn phải có công việc đi ra ngoài Bắc một thời gian, xong Đồng Hải sẽ lại quay lại. Thôi nhá, chào gia đình nhá. Chào cái bà gái này, không chào này. Vẫy tay chào mọi người đấy. Bây giờ cái cô con gái mới thấy. Đây nào, con. Con đấy, bây giờ bà muôn bà chào mọi người kìa. Con. Vẫy tay chào đi nhá. Có vui không? Được nhà mới này có vui không? Vui rồi nhá. Rồi ở về sạch sẽ vào nhá. Nhớ con gà sạch sẽ này. Đấy, mọi người ạ, thì hôm nay mình vào mình thấy nhà bà khổ quá, không có cái chăn đắp thì mình cũng gửi tặng cho bà một cái chăn này đấy thôi. Bây giờ chứ mình không có gì hơn. Cái chăn này nó thật sự mình đem đi để mình đắp ấy, nhưng mà thôi hôm nay đây mình rút thì mình cái chăn là mới mua thôi, cho nên mình gửi tặng cho gia đình của mẹ con bà ấy. Thôi xin chào tạm biệt nhá. Thôi xin chào.